anh Rác Phúc tội nghiệp vừa bị bơm 13 hộp cơm. Sau đó anh ra cầu Rồng Đà Nẵng làm từ thiện cho một gia đình đang tìm xác con tự tử ở đây. Xin chân thành cảm ơn cậu em khốn nạn đã bơm hàng anh. Thực ra anh đã linh tính được giọng điệu, nên anh đã làm toàn diện các thủ tục bồi hoàn với Rác và Rác sớm thôi sẽ thanh toán lại số tiền kia cho anh. Chỉ tiếc tí tiền xăng, anh không tiền xăng quý không vô nghĩa gì anh đã mang cả 13 suất cơm đó ra cầu Rồng từ thiện hết cho một gia đình đang tìm xác con ở đây để họ có sức tìm người thân. Họ cảm ơn anh nhiều lắm em à, và anh cảm thấy thật sự rất vui vì điều đó. Cuối cùng cháu chúc cô chú và gia đình mau tìm được em. Số cơm bị bom, anh đã tặng lại cho người khác. Đây là bài viết được đăng tải trên một fanpage. Theo đó, sau khi đưa cơm đến nhưng không giao được, lái xe nhắn tin thì nhận về những dòng đáp lại đầy hả hê của khách, không nhận đồ ăn, cú lừa ngoạn mục, ha ha ha. Tin nhắn thể hiện sự hả hê. Đúng là cách hành xử không thể nào tệ hại hơn của vị khách này. Ngay sau đó, lái xe đã mang cơm đi tặng cho một gia đình đang tìm xác con nhảy cầu ở cầu Rồng Đà Nẵng. Hành động khiến người ta hoan hô nhiệt liệt.